Hiện tại thì Thất Sơn có mặt tại cánh đồng xã Vĩnh Tế đất ba vụ ha, đợt sau chỗ cái tuyến đường cao tốc Châu Đốc nè đó. Thì nguyên cánh đồng này thì bà con mình rơi vào cái tình trạng là bị muỗi hành chiếm khoảng 70% luôn, 70-80% luôn, không nói gì chăng, chiếm thẳng luôn, thì giống như cái vụ đông xuân năm 2020 22 giờ bà con ơi, đúng rồi đó. Vụ đông xuân 22 là lặp lại y gan luôn ha. Thì không có khác nào, thì tại cái thời tiết nó có lúc chênh lệch, nhưng còn cái ngay cái đợt đó, nó tấn công rồi thì chịu không nổi ha. Một số bà con mình đây Hắc Sơn có hỏi thì cũng nói là phun xịt bình thường nó, nhưng mà nó bị là nó bị ha. Rồi một số bà con mình đi phân nó là giải phân giải giải hoài mà nó không lên, nó một số bà con đi 70-80 ký phân luôn một công cắt á mà nó không lên, một số bà con bất lực quá bỏ luôn như nè nó, thì bất lực quá thì nó bỏ luôn, chứ nếu bà con biết cách xử lý thì còn vớt vát giống rồi, còn không biết cách xử lý cứ nung vô mà không có đúng cái giai đoạn nó là lỗ chết luôn. Thì bà con thấy ở đây nè, nó một số bà con ta nóng ruột ta còn giải phân thêm ngoài đó nữa kìa nó. Thì cái này thì chắc này chắc bà con bỏ liều, nó tới giai đoạn chỗ mà nó đâu có chỗ nổi đâu, nó lưa thưa lưa thưa này thì con bỏ luôn rồi, không có nước no gì hết trơn rồi, nó phật lên luôn rồi. Giai đoạn này bữa nay thì sáu mấy 70 ngày hết rồi mà nó chưa chỗ hết trơn, thì bà con hiểu rồi. Một số miếng bà con mình bỏ hết trơn luôn đó. Thì nói cái dịch hại muỗi hành này thì Thất Sơn có rút kinh nghiệm được ha, thì nó thường tấn công vào vụ đông xuân, thì đó muỗi hành nha, tấn công vào vụ đông xuân là vụ nặng nhất, và nó tấn công nó thường đi kèm với con gầy nâu ha, muỗi hành với gầy nâu đi chung. Thì bà con đấy là vụ đông xuân nào mà gầy nâu xuất hiện sớm thì đất ba vụ bà con lo muỗi hành đi ha, nó hai cái thằng dịch hại nó tấn công chung, vừa gầy nâu mà vừa muỗi hành luôn ha. Thì nói chung rồi đó, giống như vụ muỗi hành năm 2022 đông xuân 2022 đó, vừa gầy nâu mà vừa muỗi hành luôn, thì hai này nó tấn công chung thì nó đã bùng phát dịch rồi. Hai này thấy Sơn thấy là đa số đi song song với nhau, bởi vì lúa bà con nó xuống một cái là gãy phân không lên, vừa bị gầy nâu chích thúc truyền dịch vàng lùm lùm xuống lá, và thêm con muỗi hành nữa ha. Thì những cái giai đoạn đó thì bà con mình chú ý phun phòng ngừa các cái loại thuốc đó, mình nắm bắt được cái gầy nâu nó xuất hiện thì mình phun về gầy nâu luôn, rồi vừa gầy nâu mà vừa muỗi hành luôn đó. Mà đặc biệt cái đông xuân thì cái giai đoạn đáy nhánh là không được khai nước, giai đoạn mà con lưu ý cái vụ đông xuân sau thì con lưu ý giai đoạn đẻ nhánh đó, thì bà con mình đừng có khai nước ha. Bà con liên kết với hợp tác xã làm sao mà giữ nước liên tục trong cái giai đoạn là đẻ nhánh đến làm đồng ha, đó vụ đông xuân ăn nắng nóng á không khai ha. Bà con lưu ý từ đây về sau mà nói bà con vụ đông xuân mà cái giai đoạn đẻ nhánh làm đồng mà con khai cho cứng cây là bà con lên đường hết ha. Nó sẽ gây hại, khi nước bà con không có thì nó sẽ tập trung tấn công sinh sôi để nở rất là mạnh, và có nước nó sẽ hạn chế hơn ha. Thì bà con lưu ý nói từ đây về sau thì bà con lưu ý trong cái vấn đề mà canh tác lúa đông xuân thì để tránh tình trạng là bị muỗi hành thì nên giữ nước cái giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng luôn, khi nào nó có lên cái tim đàn bùi nhùi rồi á là bà con mình thả khai thì nó giãn cứng cây bình thường ha. Còn xịt ngừa thì bà con lưu ý những giai đoạn nhỏ thì bà con nên sử dụng thuốc xông hơi là dạng xông hơi trị sâu gậy luôn á, cực mạnh luôn á ha, chứ đừng có sử dụng ba cái thuốc trừ sâu lưu dẫn muỗi hành chết đâu. Chủ yếu là mình dùng các cái loại thuốc xông hơi dị độc để mình kết hợp với nhau mình xịt để mình diệt tất cả các cái côn trùng trong lúa ha, chứ đừng có xịt mấy cái dạng thuốc muỗi hành mà dạng mát mát không được đâu, nóng mới được, nóng xịt sao cho lột da nó bay đi mới được chứ. Thì con lưới trong đời đó ha. Như lúa này bây giờ kêu cứu thì cũng không biết đường nào cứu đâu ha. Nó hết nè, nó cứu thì chỉ có giai đoạn mà trước khi nó làm đồng, chưa làm đồng, chuẩn bị làm đồng mà nó bị thì bà con mình có thể bón phân thúc để lấy cho con thêm ha. Hoặc là giai đoạn bà con mình làm lúa mà giai đoạn đông xuân mà con thấy tình hình nó có gầy nâu rồi thì con kiểm tra trước cái giai đoạn nó có đồng á, mà con tách cái bụi lúa bà con ra, khi mà nó có muỗi hành tấn công mà con tách ra thì nó sẽ ăn ở trong cái tim đàn á, khi đó nó chưa có tim đàn nó sẽ có cái con giò giống như con sâu đục phân vậy đó, nó nằm trong cái tim đàn á. Thì nếu mà con phát hiện sớm nó, con cứ giải phân xịt thuốc kích thích điều hòa sinh trưởng vô, giải phân nung vô thì nó sẽ ra cây con thấy, thì sẽ cái năng suất nó sẽ lấy lại cho bà con sau này. Còn để tới cái giai đoạn này là thua rồi, giai đoạn này là giai đoạn chỗ rồi, đâu có cứu được nữa đâu. Đó, giai đoạn này là giai đoạn nó chỗ lật sạc nè, bà con thấy nè. Và thêm cái tình trạng là dịch sâu đục thăng, thêm gà phấn trắng, nói chung là vụ này bà con mình tá lả cho không biết là ngừa có cái thằng nào cho, mà cái này bỏ luôn chứ ngừa gì nữa. Thì cái vàng lá này thì do cái đặc tính của lúa đề thơm nắng nóng ha, với khai nước khô thực là vàng chân lên á, chứ không phải gà phấn trắng nữa bà con. Trên đây làm gì có gà phấn trắng mà vàng ha. Đó, gà phấn trắng ở cũng có nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều, tại chỗ đất sơn cũng gầy phấn trắng cũng nhiều lắm nhưng mà thấy không ảnh hưởng á. Khi mà lúa bà con chỗ lên đàng hoàng rồi nó sẽ di trú đi, nó không ở ha. Đó, nguyên cánh đồng này Thất Sơn thấy năm nay khổ bà con mình nữa, này nó nói là bị thẳng luôn là 100% luôn chứ đừng nói gì 70,
có chỗ nổi đâu mà 70-80. Nó bây giờ nó chỗ rồi, còn thấy không? Chết luôn rồi. Tợ tợ. Bởi vậy làm lúa có vụ trúng vụ thắt hay mình cũng không biết đường ha. Thắt như vậy trúng lần vụ. Mà con thấy khổ không? Bởi vậy mình làm lúa mà có lờ là rõ an tâm rồi hả bà con, không lỗ có yên tâm như bà con ở đây bây giờ gầu thúi ruột. Không còn gì hết trơn. Dài ra ngoài luôn. Đấy, sao vậy dài cho bà con, nói chung là nguyên cái đồng là bị hết đó. Bà con người ta vẫn là xịt thuốc ngừa mũi hành, xịt tá lả tâm binh nhân. Nhưng mà vẫn không khống chế nổi. Thì nó cũng tùy theo cái đợt dịch tháng, như mấy miếng này thì còn chất giác được vài bao. Đó. Còn mấy miếng bên đây như chủ đất mấy miếng đây chắc bỏ luôn. Rồi thì Đức Sơn quay cho con xem mấy cảnh mũi hành thực tế gây hại trên đồng ruộng nha. Không còn gì chứ, đâu chỗ nổi đâu. Chết luôn. Như cái này là mấy cái giai đoạn này nó vẫn còn nhiều nè. Nhưng mà nó chỗ không nổi nè, do cái cách bà con chưa biết cách xử lý khi mà giai đoạn mà nó chuẩn bị làm đồng á. Làm đồng đến cái tinh đèn nó có bùi nhủi, bà con phải đi thăm ruộng thường xuyên. Và mình tách ra mình coi nếu mà ở trong cái trứng giữa mà nó có một là lên cộng hành, thứ hai là nó còn nằm như con sâu như sâu đầu thăng đó, có như cái con dòi đó, nó nằm trong trứng giữa cái của hũ lúa của mình. Thì giai đoạn nó bắt đầu bà con mình phải mua thuốc xịt, nhá, rồi xịt những cái dạng như là Besena nè. Besena kết hợp với sông hơ. Nó bà con xịt thì kết hợp với sinh xịt các cái loại thuốc kích thích cực mạnh á. Kết hợp với bón phân thì những cái cây lúa sau mà nó còn sót vậy nè, nó sẽ trổ lên và sẽ bông bự bình thường ha. Nhưng mà này chắc bà con mình không có nắm bắt được cái cách xử lý nên là nó cây nó nhỏ luôn ha. Thì chừng nữa nó trổ lên vẫn trổ bông chát bình thường ha. Vẫn còn nhiều lắm đó. Như cái này bà con biết cách xử lý thì cái bông nó bự bình thường à. Là mấy này nè. Nhưng mà phải xử lý đúng cái thời điểm á. Rồi, Đức Sơn quay cho bà con xem nha.